bộ này có bản quyền, nên tớ vẫn làm full bộ, bộ này có tập cuối, đón xem hết nhé. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Và cụ đi nhất thần, tầm 1714 lên full bộ nằm dưới phòng mô tả nhé. Không phải Lý Thiên Mệnh lớn lên ở trong đông hoàn cảnh hay sao? Đúng mà. Tần Phong đã từng nói, hắn là thiên ý đề bá. Mà thiên ý đề bá gì lại có thân mạnh tới mức này chưa? Tần Phong đi đâu rồi? Tần Phong. Có tiêu bằng hữu nghe rõ cho ta. Cái ngươi thì có việc mắng, ta đều sẽ nhớ kỹ. Chỉ còn ta nhớ kỹ thì bất luận sớm hay muộn, đều sẽ có kết cục này. Trong vòng nửa năm, thì ta sẽ đánh bại hết tất cả các người trẻ tuổi của Kỳ Lân cổ tộc các người. Tiếp theo, xếp hàng từ người lên đi. Ta sẽ không giết các người, nhưng mà các người cũng phải trả giá vì cái miệng đớ tiện của bản thân. Như vậy thì ngươi không hài lòng, lại có đủ bản lĩnh thì cứ mắng tiếp đi. Điên cuồng, quá điên cuồng rồi. Ngồi tưởng ngươi lại, chẳng qua chỉ là một tuổi nhớ mà thôi. Mọi người à, cùng nhau xông lên đi, cùng nhau đập chết cái tên này. Muốn chết còn lên nữa không? À không, không lên nữa. Ta là tên khốn sao? À người, ngươi không phải, à ta mới phải. Đó là Vân Trần Trần. Ờ, cô vội vàng đi đâu thế? Thánh thú cấp 5, điện giác lôi kỳ lần. Người, ngươi đừng có động vào ta. Binh khí này là dựa vào ta để có được nhỉ? Là tiền thưởng cho việc bắt được ta. Người nuôi láo. Có vấn đề, sự hắn. Điện giác lôi kỳ lần. Đến lượt cô rồi. Chết đi. Binh khí này tên là gì thế nhỉ? Ta đã nhìn trúng rồi. Qua đi. Ây da. Ta sẽ không hỏi một câu đến tận hai lần đầu. Xích Điện Ma Cẩu, 30 Thiên Thánh Thiền Vân. Chủ thể là linh khoáng của Điện Ma Nguyên Thạch. Linh dài là cầu kiếp lam điện. Ta có nói cho cô ngồi dậy hay chưa? Ây da. Sao ngươi lại mạnh như vậy chứ? Vậy mà ngươi lại có thể tu luyện được ở Nhiên Hồn Địa Ngục. Nhưng cô không thể nhanh tới nhúc mức như thế này chứ? Cô nói đúng, ta lại đang tu luyện, nhưng mà cũng vô dụng, chỉ có bản thân cô tin thôi. Còn bộ họ thì không cho là như vậy. Vậy là thời gian của ta ra quy bấu. Lần sau cô cút xa ra chút, đừng để ta thấy cô là bực mình lại đến cô thêm một lần nữa. Cút. Thôi mãi rồi sao? Quả nhiên cậu ta thực sự trở nên mạnh hơn. Nơi này lên khi rất mỏng, người bình thường không tu luyện nổi. Vậy nên có thể là kiếm Đông Hoàng Tháp Thái Nhất đã cho cậu ta vốn để tu luyện. Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng có đánh đấm bừa bãi, tốt nhất là đừng có giết người, nếu không ta cũng không đợi nổi đâu. Bà Tỷ Tỷ, kẻ này là người đã thông báo cho Kỳ Lân cổ tộc, khiến cho ta bị bắt đến Nhiên Hồn Địa Ngục này. Không đánh cô ta một trận thì trong lòng không thoải mái. Tóm lại là tỷ yên tâm đi, không có lần sau đâu. Vậy thì tốt. Nhưng mà cũng không ngờ tới cái đám người đó mắng người như vậy mà không hờ hỏi gì cả. Nhưng mà vừa rồi nói đến sườn, nói đến người của người thì ngươi đã sù lông lên rồi. Xem ra người của người đối với người rất tốt nhỉ, là một đứa trẻ hiếu thuận. Vì nên ta sẽ chăm sóc cho ngươi thật tốt. Đây là gì vậy? Lòng bảo vệ. Vậy thì chúng ta bá hắn có nghe được nói hay không vậy? Đây là cơ giới thiền vận. Người có thể luyện kiếm ngân cách lời chửi bới của bọn họ, cũng không cần phải nhìn thấy bọn họ nữa. Cảm ơn bà Tỷ Tỷ. À bà Tỷ Tỷ à, không ra ngoài sao? Tuy nhiên là không rồi, ta cũng lười để ý tới bọn họ lắm. Người luyện thần tiêu kiếm quyết của người ta xem nào. Sau hôm đó thì có giới thiền vàng màu đen mà Bạch Tử Căn tạo ra chỉ phía trên kịch giới của Nhiên Hồn cho Lý Thiên Mệnh một môi trường tu luyện ổn định nhất. Vì vậy trong 3 ngày ngang ngủi mà Lý Thiên Mệnh đã đem bộ đồ dày của mặt đất và sự đục cháy liên tục của ngọn lửa và sự bùng nổ của sấm sét hoàn toàn dung hợp thành kiếm thần tiêu địa tàm kiếm thành công.
Ngoài ra còn có một cuộc nói chuyện với Bạch Tử Cần biết được. Nhưng hồn địa ngục có động vô đấy, cơ thể thông đến chiến trường Tham Uyên, mà số lượng hơn 100 cái, bên trong lại có rất nhiều thú sinh hung dữ. Từ đây, Nhân Hồn Tộc sử dụng một phương pháp, lời đã phát ra âm thanh thu hút những con thú hung dữ tấn công vào kết giới. Kỳ Lân cổ tộc khi đó còn phải đi một lượng lớn nhân lực đi ngăn chặn thú triều. Nhưng mà nghe nói tình hình mấy năm trước đã tốt hơn rất nhiều rồi, Nhân Hồn Tộc cũng không có bất kỳ một âm thanh gì nào cả. Mấy năm này không có động tĩnh sao? Liệu có liên quan tới việc tớ hồn đó không? Bạch Tỷ Tỷ, ta muốn dành ra 3 đến 4 ngày đi tìm thú dữ cấp ma đế, ma thú để luyện kiếm, đồng thời xem có thích tế luyện một vài linh nguyên thần thông cho bán sinh thú của ta không. Tùy người, dù sao thì ở đây cũng nhàm chán lắm rồi, đi thôi. Bọn họ đi đâu vậy? Cũng không đi nữa, đi theo đi. Không sợ bị đánh thì sao? Ta không lại. Nhưng mà có người khá đánh được mà. Nếu như không phải lần trước ít người thì làm gì có cơ hội cho hắn kiêu ngạo chứ? Nếu như không phải hắn nhát gan thì liệu có chọn cái con rùa rụt cổ ống mình lại không? Cái dư dư mẩy không dứt, đúng là nhàm chán. Trước mắt là một ngọn núi ngăm càng cỗi âm u, đứng xa hơn nữa thì không nhìn rõ, mà địa hình vô cùng phức tạp. Nhân thạch bất kể là mặt đất hay là vạch núi, vì cơ bản đều cực kỳ nóng, đốt cháy đỏ rực. Đi từ phía chiến trường Tham Uyên qua đây thì phần lớn đều là thú dữ bình thường, thánh mà thú cấp 1 rất ít. Để ta đi tìm cho người. À, Long Phiên Tỷ rồi. Nhìn phía trước, thánh mà thú cấp 1, ngươi vẫn còn là cảnh giới thiên ý để câu trọng. Thật sự là muốn đấu với thánh mà thú sao? Ta là thiên ý để lục trọng mà. Thì chết tiền này, vẫn còn muốn lừa ta gan lớn đấy nha. Con địa ngục yêu làng đó đang chuẩn bị đi sang cơ hội tốt để ra tay. Huỳnh hóa với mì miều một phải một trái, từ từ lại gần cái con mồi. Làm hoàng, tiếng đồng hòa lớn, phút cuối thì hắn ra trận. Tất cả chú ý, chuẩn bị bỏ ngựa bắt về, chim sẽ đợi sang. Chưa tinh hàng, người đến đây làm gì? Người năm lần bảy lượt chia rẽ ta và thù vũ, còn nói là năng ý là môi mũi của ta. Người giúp cô là người có ý gì? Tề luyện thú hồn thử xem nào. Thật không ngờ mấy năm trước vì một thánh thú chiến hồn mà khiến cho ta vào bước đường cùng, mà bây giờ bản thân đã có thể chém giết thánh mà thú, thử luyện thánh thú chiến hồn. Đạt được đến cái cảnh giới này, mình cũng không cần phải đi xin thánh thú chiến hồn nữa rồi. Cũng là hờ xám xét, mì mèo hương an đi. Người hời rồi đó. Tốt, nhân lúc mì mèo tới luyện thần thông, chúng ta đi tiếp thôi. Lần này người lấy 2 cái cho ta, nếu không thì sẽ bị mì mèo qua mất. Không ngờ tới cậu ta còn có bằng lệnh đi. Với kỹ năng và trí tuệ thì sống nửa nằm trong nhiên hồ liền ngục này là có lẽ quá đơn giản. Cha cũng thiệt là, để mình đi bảo vệ cho cậu ta, bây giờ trong mình thật là dư thừa. À, tại sao phía trước phát hiện ra một tiêu, một con mãng xà làm hoàng, có thể là một món của người đó. Ai giết đi. Đồ ngốc à, đây là con rắn nhỏ bình thường thôi. Vậy chứ bạn nấu đồ đi hả? Ui, muốn quay về quá. 3 ngày sau, các người tứ luyện thế nào rồi? Bố mèo đã tới tỉnh thần thông hồn nhiên địa ngục với địa ngục tri hồn điện. Hồn thiên địa ngục là vùng xoáy sấm sét màu đen có tốc độ xoáy cực nhanh, khả năng cắt mạnh mẽ. Địa ngục tri hồn điện là số thượng đơn thể, còn mạnh hơn mà hồn nhiên hồn thiên địa ngục. Thần thông mà bốn gà tà đi đã thức tính được gọi là lục đạo hóa liền, là một loại thần thông tấn công mà rất mạnh, y là không thuộc kém gì với hồn thiên địa ngục của mì miêu. Sơn hài giới là thần thông dựa vào cơ thể mạnh mẽ. Sơn hài giới là có thể đề bẹp kẻ địch, cũng có thể dùng để bảo vệ. Tốt, về thôi. Trong vòng 3 ngày, Lý Thiên Mệnh tổng cộng đã sang được 19 con ma thú cấp 1. Nội chung là đã quyết sạch
Thánh ma thú gần đây rồi. Ba con bán sinh thú này của người, sáng suốt thì tới luyện thanh thú chiến hồn thành công cao đi chứ? À, bình thường thôi, đứng tới ba thần đồ. Lý Thiên Mệnh, ta chờ ở đây đã lâu. Cỡ thiên tinh hà kỳ lân, bán sinh thú được đây chứ? Có lẽ là người trẻ của kỳ lân tộc. Đúng là phù trương mà. Có lẽ là đến khi khích rồi. Bà tì tì à, có mà kệ hắn ta đi. À được cái đi chứ, nghe đây. Đêm hôm qua, nếu có người nói kỹ thuật của ta không tệ đấy. Nữ nhân ở tuổi đấy đúng là hấp dẫn mà. À, ngươi cẩn thận một chút đi. Tới này không giờ đâu phó đâu. Hắn là thánh chi cảnh giới đấy. Lý Thiên Mệnh, người nhớ kỹ, người hôm nay người đánh đến mất mạng, tên là Bách Lý Thị Tình. Đây là tạo nghiệp của người tạo ra cho cha. Thực hiện việc trả nợ lần đầu. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi nắm đủ luôn. Ngoài ra ta hội nghị có phải là muốn trốn trong mái rùa cả đời hay không đấy? Nếu đúng như vậy, thì mọi người ở kỳ lân tộc, bọn ta đều muốn trải qua với nương của người đấy. Ta vốn chỉ muốn xé rách cái miệng của người thôi. Nhưng mà ta đổi ý rồi. Hôm nay, ta muốn mạng của người. Thứ gì đây? Đánh bại được ba tên thiên ý địa cổ trọng đã khiến người vên mặt rồi sao? Cho dù ngươi có lịch tam sinh ngự thủ sự, thì cảnh giới thiên ý, ngươi còn muốn tạo phản sao? Chết đi nha. Lão đại, cháu trai xúc phạm đến nương cô chúng ta, mau cứ giết ngay cho ta. Bên này ta với rùa đợi sẽ chống đỡ. Lên. Đường này đã bị chặn rồi. Trước tề vọng mà thôi. Thiếm tính đã quyết. Hả? Tiên ý cảnh đề cấu trọng cơ bản lĩnh này sao? Chiến viết của hắn trong không thể nào hiểu nổi. Thì chiều thần thông của cổ thiền tên Hà Kỳ Lân có thể giúp ta ngăn lại bất kỳ một đoạn tấn công nào. Cậu ổn, tên quan cầu thể sắp không chống đỡ nổi rồi. Nếu như không nghĩ cách ra ngoài. Ngươi chạy được sao? Hả? Dạ. Thiểm tín đậu, nhĩ thiểm sĩ tinh. Quả nhiên có chút thực lực. Lùi là một bước trong nháy mắt và có thể đi một chút. Nếu không, ây da, ta đã chém qua đầu của ngươi rồi. Lý, nhưng mà lần này ta sẽ không chém trượt đầu. Sách Thiên Vấn, Thiên Mệnh. Chạy trốn rồi. Cho dù lần này hắn có thể chạy thoát, nhưng mà lần sau để ta nhìn thấy thì ta vẫn giết chết hắn. Người này là cháu trai đích tôn của hết linh tinh thái thượng, không cần biết lại đều phải chết. Ta biết ngươi là đứa con hiếu thảo, nhưng đây cũng là nhược điểm của người. Sau khi bị người mọi người biết thì ai cũng có thể khiêu khích người, ép người ra tay, thậm chí còn đặt sẵn cả bẫy để giết người. Yên tâm đi, ta cũng là ước chừng ta có thể giết hắn tại trận thì mới trực tiếp ra tay. Nếu không nắm chắc phần thắng thì ta có thể cho phép hắn bấn miệng để sống thêm mấy ngày. Cô có thể cho rằng ta nồng nổi, ta không chịu được khiêu khích, nhưng ta chính là như thế. Người trẻ tính cách quá nông nổi sẽ chịu thiệt đấy. Nghe lời khuyên cáo của tỷ tỷ đi. Muốn xả tức không phải cứ giết người. Thí dụ như nói phương thức đánh ba huynh đệ lần trước của thì có thể. Thêm nữa thì dù sao đây cũng là địa bàn của người khác, người vẫn là kẻ bị nhốt. Giết chết bất cứ ai thì đến cũng rất phiền phức, người biết không? Và sao thế? Sao lại nhìn chăm chăm ta làm cái gì? Mấy ngày này cũng coi như là hiểu được chút về Bạch tỷ tỷ. Cô ta vì mình mới khuyến cáo như thế. Đối người khác thì cô ta căn bản là tiếc dầu chí là một từ. À để thôi, nếu mà bày tỷ tỷ
Lần sau tôi nếu như gặp phải hắn thì giữ lại cái mạng cho hỗ trợ hắn. Giờ sao thì bây giờ xảy ra chuyện gì, ba tỷ hoàng đều phải chịu trách nhiệm với tập Phương Đào Cung. Tóm lại không thể để cho cô ta quá đau đầu mà. Ba ngày sau, cuối cùng cũng hoàn toàn khỏi rồi. Lý Thiên Mệnh, thật có mình người đi, hại ta đứng tinh diệu cũng phải lãng phí rồi. Người với năng lực địa chỉ thánh cảnh lại có thể cướp lại được điền mà cổ tiết liền, thậm chí còn cả người ta cấm miệng. Thảo nào vẫn tần toàn xin thường người. Nên vô xong, ngươi hạ tốt gì phải chăm chọc ta. Ta đã dùng hết sức rồi, chỉ có thể nói Lý Thiên Mệnh này đúng là có chút bản lĩnh. Quan trọng là thì ta chiến bại rồi, nhưng mà kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi. Thần long bán sinh thú của hắn rất đặc biệt, hình thái của vẫy tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Kỳ lân cớ tộc không tìm được mấy cái lồ vẫy này đâu, có thể lấy làm chứng cứ chắc chắn. Còm thơm, điện ma cỡ tiết liền của cô vô tình có được. Có hai thứ này rồi thì có thể hại chết hắn rồi. Vân Tần Tần nói, cha cô ta tầm một tháng nữa là bước vào hạ tầng nhiên của hồn kết giới, hoàn thành giao bàn với ông nội của ta. Hai cha con này chắc chắn là có thời gian mấy ngày, đồng thời đều là nhiên hồn địa ngục chúng ta, cho lúc đó đã ra tay. Hai người thiên chi thánh cảnh, một người chặn bạch hoàng tử, một người giết chết Lý Thiên Mệnh, đủ rồi. Hôm nay cha ta đã vào nhiên hồn địa ngục, ngươi dẫn ta đến đây làm cái gì? Trước mà thì xem chừng còn thú, ta phải quay về. Điện thoại ngươi đi đi. Cái gì chứ? Ta còn nghĩ người có biện pháp nào để đối phó với Lý Thiên Mệnh cơ. Thực ra đúng là có một cách. Thời sợ là gì thế? Ây da, người làm cái gì thế? Người yên tâm, ta sẽ để cho Lý Thiên Mệnh xuống dưới đấy cùng với người. Cô thực sự ra tay giết cô ta rồi, từ bây giờ bắt đầu thì chúng ta đã không còn có đường lui rồi. Đừng có đứng cảm khái nữa, đem vẫy rồng đặt vào tay cô ta đi, để cho cô ta nằm lấy. Ở trên người của giác lôi kỳ lần tạo ra vết tích của hỏa diệm và lôi đình chưa thể. Yên tâm đi, đã làm xong hết rồi. Như thế thì ai cũng cho rằng Lý Thiên Mệnh đã giết Vân Tần Tần. Như thế này là được rồi đúng không? Nếu chỉ là giết người thì không đủ để châm ngoài lửa giận của tất cả mọi người, mà còn làm cho người của người nhà họ Vân mất hết lý trí. Cởi hết quần áo của cô ta ra, tạo ra dạng chết dò lâm nhúc trước rồi giết. Mới mấy ngày trước vừa đột phá thiên ý cảnh để thất trùng, hôm nay đột phá bát trùng. Tu luyện không những một chút cũng không dừng lại, ngược lại tiến triển còn nhanh hơn rất nhiều. Đúng là không ngờ tới. Thú nghiên của người sao vẫn nâng cao thế? Sớm đã nói với cô rồi, tôi không phải là đệ cửu trùng. Bây giờ cuối cùng đã là cửu trùng rồi chứ? À vẫn chưa, còn thiếu một trùng. À bà đại tỷ, đi sang một lần nữa đi. Đi thôi, cả ngày đều nhìn người tu luyện khó chịu muốn chết. Lý Thiên Mệnh đã bò từ trong máy rùa ra rồi. Cái gì à? Đã nói trước cùng nhau chửi, cùng nhau đồng thủ, ta còn tin hắn có thể một mình đánh hết toàn bộ chúng ta. Làm thế nào mà để chửi mọi người? Đâu biết rồi chưa? Cứ nói mẹ hắn nói càng khó nghe càng tốt. Lý Thiên Mệnh, người không phải rất tài giỏi sao? Người đến đánh ta đi. Người có thể bình yên mà rời khỏi thiên hồn nhiệm luật liền ngục. Lão tử mang họ của người. Đánh người xong rồi thì chui vào mai rùa thì lâm rùa rụt cổ. Ta còn nghĩ là người đã ở trong võ trài qua nửa năm cơ. Lý Mộ Dường và một con rùa cái sinh ra, cái lỗi không có cốt khí như người có đúng không? Ý Bạch Lý Trì Tình, lần trước để ngươi chạy thoát thì ta đã đồng ý với Bạch Tỷ là giữ cái mạng chó của người. Nhưng mà ngươi nên bị đánh một trận thì vẫn phải chịu đòn đi. Buồn cười, lần trước là do ta sợ ý. Thêm nữa hôm nay ở đây có nhiều người như thế, ngươi cảm thấy ta còn sợ ngươi chắc. Vì sao? Nhưng mà quanh thiết nhất quyền, thần ma dịa thế nhất quyền. Ôi, hắn cuối cùng là cảnh giới gì thế? À không phải là nói thiên ý địa cánh có trùng hay sao? Vừa rồi ai vừa nói dời không dễ nghe. Còn nói ta là rùa rụt cổ.
Bây giờ thừa nhận bản thân đã nói thì đứng yên tại chỗ đi. Không dám thừa nhận thì người lùi về sau, trực tiếp bỏ rời đi. Ta không tính toán với người. À thiếu mọi nè, cái này hay là bỏ đi, không thể bỏ qua. Từ hôm nay bắt đầu, ta còn để cho bọn chúng ngâm mồm vào. Ta không muốn tiếp tục trông trên nữa. Người khác xin nhục ta, ta chỉ có tịch trốn thì coi như là không tồn tại. Những ngày đấy ta đã nhịn tận 2 tháng nay rồi. Bây giờ ta không nhịn nữa. Tại người không phải chờ cơ hội này hay sao? Đến hết đi. Đồ hiền nhắc gì thế? Tội tử này đã bắt nạt đến tận đầu rồi, vứt lên mặt ngươi rồi. Còn hiền nhắc thì các người không lên, ta lên đấy. Mấy trăm người đến một chút thì có nhìn nghiêng người rồi. Sợ một mình hắn hay sao? Cũng mất mặt hay không thế? Đây chính là kỳ lòng cổ tộc, có biết suy diễn không mọi người? Cùng nhau lên đi. Ra tay đi, giết hắn đi. Ây da, giết đến độ cả mắt rồi. Vâng, mày có sơn hại giới của Lam Hoàng, có thể chống đối ngang với mấy trăm người kỳ tộc, kỳ lân cố tộc. Tội tử, người cuối cùng cũng ra tay rồi. Bọn ta chờ ngày này đã rất lâu rồi, người đi chết đi. Đến đục lục lắm. Các người có bao nhiêu người muốn đánh ta? Tốt nhất là toàn bộ đến hết đi, để ta giải quyết toàn bộ một trong một lần. Ây da, Quỳ đánh công lại, nhanh đi thôi. Tới này là quái vật hay sao? Quỳ bán trình tố của hắn cũng quá mạnh rồi. Để không phải là thánh trì cảnh giới thì là cái gì chứ? Hạng ít nhất cũng phải là địa thánh cảnh để di trùng. Thì thánh cảnh của chúng ta đâu? 2 ngày trước tôi còn nhìn thấy nên vô sông. Nên vô sông nhảnh như thế mà cô ta không ra đi thu dọn Lý Thiên Mệnh để chúng ta ra tay chứ. Nên vô sông, nhanh lên đi. Chỉ có cô thì mới có thể sự hắn được trốn nữa. Kỳ lân cổ tộc chúng ta đều bị bắt nạt đến thế này rồi, cô còn không ra tay, nói gì có được hay không thế? Nên vô sông ở đây, nên vô sông ra tay thì tới súc sinh này giấu giếm thực lực ở đây, giá vờ làm thỏ để bắt hộ đi, thật là không thể nhìn được. Còn nếu như không ra tay thì kỳ lân cổ tộc chúng ta đều sẽ mất hết tư diện rồi. Bây giờ thượng tầng nhiên hồn kết giới, chỉ có cô ấy mới có thể xử lý hắn. Ra tay đi. Nên vô sông đến bày hắn, nên vô sông đúng là đáng tiếc rồi. Nếu như không phải là nhân thị chủ cô ta bây giờ đã chen chân vào top 10 của thần đô rồi. Nói về thiền chất, chỉ ít là đệ nhất của nghiên kỳ lân tộc. Ở đâu vậy, cô ta mới 17 tuổi. Đời đang tân bốc người, sao nào, đánh thì không đánh? Lý Thiên Mệnh, món chính đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Nhưng mà ngươi muốn ăn món khai vị, ta thỏa mãn ngươi. Ngươi lúc trước rất ngầu sao? Vô sông từ 3 tuổi đã bắt đầu vào trẫm yên chiến trường, sang dưới hồn thú, trải qua vô số lần sinh tử rèn luyện. Cô ta đến bài quà trưởng bối địa cảnh địa tam trùng. Nên vô sông giống với người là tam sinh thú ngự sự, tam sinh ngự thú sự. Mà so với 3 con gà mèo ngu ngốc của người đó thì bán sinh thú của cô ta là cấp bậc vượt xa người, là người tàn nhẫn à. Ba mèo nhanh trí như thế, giờ bà nói cái gì mà nói tàn ngu ngốc chứ. Có thể là do quy đệ kéo thấp bình quân trí tệ. Tuyết Nghiệt Thánh Kỳ Lân, Phong Nghiệt Thánh Kỳ Lân, Hoa Nghiệt Thánh Kỳ Lân. Quá đẹp quá. Yêu rồi. Đừng có quá sĩ đi nhé. Đưa tránh ra đi. Chuyện gì vậy? Tân Tân bị trọng thương sao? Tân Tân, đi. Tân Tân, Lý Thiên Mệnh, 5 mạng đi. Ta chọn một con xin nhất đấy. Thần Long Nghiệt Phòng Trúc Mỹ, Thần Thông Lục Đạo Hóa Liên. Thần Thông Hoa Nguyệt Huyền Ảnh. Ý, chuyện gì thế? Lào giác, Động Sát Chi Nhãn. Mở. Dùng địa ngục tri hồn điện đối phó vì nó. Méo. Hoa Nguyệt Thánh Kỳ Lân,
bị điên giật rồi. Tổ hợp bản sinh thú của người cũng không tồi, có tấn công, có ảo giác. Tổ hợp lại đúng là rất mạnh. Anh Hòa, hiến mộng đáo thuật bị hiến mất rồi. Lại là ảo giác sao? Lần này không phải cẩn thận phòng ngự, cô gái này ra rất là nham hiểm, chuyên chơi đâm sau lưng. Nói cũng chỉ như thế. Xe người trốn đi đâu? Ở bên kia. Không hay. Chết. Thân kiếm. Nếu là lưỡi kiếm thì người bây giờ đã bị chém thành hai mảnh rồi. Nên vô sông, người giống như con ruồi gì. Trước mà ta múa nửa ngày trời, kết quả để ta một đập đến chết. Nhưng ta và người không oán không tù, người cũng chưa tưởng chí nhục ta. Hôm nay coi như là còn sát bình thường thôi. Thế nào, còn ai nữa? Đánh xong tan ca, cuối cùng cũng ngon ngon rồi à. Xem ra Ninh Vô Song trong mắt mọi người bọn chúng cũng rất mạnh. Cái gì à? Nói có thật lòng thì ta vốn là không có ý định đối với mọi người. Qua 4 tháng nữa thì ta rời khỏi. Rất nhiều hận thù không cần thiết. Ta không thể nhịn được sự cố ý mắng chửi. Còn nếu có người như thế thì ta sẽ ra tay. Nhưng mà ta không phải là người vênh váo hùng hằng. Nếu như các người để ta sống sót, ta cũng sẽ để cho mọi người sống tốt. Nhưng nếu như âm hồn mất tán, bất lý tri tình chính là kết cục. Mọi người tự mình tham khảo. Chính là như thế. Không có gì. Điên điên cuồng cuồng thế. Ta thấy chắc là có thể tạm ổn một thời gian rồi. Rồi đã tiếc, tạm thời vẫn chưa tạm dừng được. Sao thế? Saki lớn như thế, không lẽ cô không cảm nhận được sao? Vân Phi Nghiêu, trên tay ông ta đều ôm đại tần vân vân. Cô ta bị làm sao thế? Cô ta chết rồi. Là giết tần vân vân. Vân tần tần chết rồi. Kẻ giết người Lý Thiên Mệnh. Vân Phi Nghiêu, người có ý gì thế? Cô gái này chết thì có liên quan gì tới bọn ta? Bọn ta vẫn luôn đều ở trong thiên vàng cơ giới. Càng người không lẽ không phải là đã từng đi săn bắt sao? Vẫy rộng của Lâm Hoàng, bọn ta một tháng trước đã từng đi, sau này đều không rời khỏi nơi này. Nhiều người đều vây quanh nơi đây có thể làm chứng. Cô nương này chết cùng lầu rõ ràng là không liên quan gì tới bọn ta. Một người thiên chi thánh cả nhiều người lấy một thiên văn kích giới ra để che đậy mắt thì dẫn người lén lúc rời khỏi rất khó hay sao? Người nói cái gì? Lý Thiên Mệnh, ta biết người oán hận từng tầng, nhưng mà ngươi đã giấu huấn qua nó rồi, có cần làm nhục xong rồi giết chết không? Hay là nói cả nhà người trời sinh đã là tội phạm, trời sinh đều là tàn độc điên cuồng, hiểm ác vô cùng, trời sinh đều là ma quỷ giết người còn thấy máu. Làm nhục bất tử quân gì đấy? Ai biết bọn họ làm ra thiên quan kết giới ở đây làm cái gì? Nói không chừng là ở người ngày ngày ở trong đó quấn quýt sau đó thì tiên kia kích thích hãy đến cả tầng vân vân. Ôi, cái này cũng quá đáng rồi. Không kỳ lạ tên này kia nghèo lại ngông cuồng, hắn lại tới nào để bắt nạt chúng ta, lấy mạnh bắt nạt kiểu trả thù cho chúng ta, mọi người đều có quên rồi sao? Hận nhất hắn chính là tầng tầng mới độc ác như thế, còn bức sát người hoàng giả đều im mồm hết cho ta. Tuyệt đối có người hãm hại. Trước tiên thế bình tĩnh rồi nói. Chứng cứ rõ ràng, ngươi nộp mạng đi. Tần tần, cha báo thù cho con. Cô nhìn cho rõ, ta sẽ chém hắn thành trăm mảnh. Đi chết đi. Từ từ đã, chỉ dựa vào một cái vẫy rồng đã kiên định ta là hung thủ có phải là quá? Dạ. Đừng có phí là trực tiếp đi chết là được rồi. Qua đi cho ta. Thiên Mệnh,
Vâng Phiên Yêu, cho ta thời gian chứng minh rõ ràng, không thì Thập Phương Đạo Cùng nhất định sẽ tức giận đấy. Đừng có mà lấy Thập Phương Đạo Cùng ra ép Bồ Tát, giết người đền mạng là thiên định địa nghĩa. Đoàn ghét mà bọn chúng căn bản là hãm hại mình, bây giờ có nói cạn lời cũng vô dụng. Hết cách rồi. Không ngờ trước mặt đám đồng lại dùng chiêu này, còn là dưới cái tình huống này. Cái gì? Không ngờ đến người vẫn còn có thể đứng dậy, vẫn còn muốn đánh tiếp sao? Cái gì? Cơ giới đều bị xé nứt ra rồi, cạnh tay đấy đã có chuyện gì? Vệt nứt liền lại rồi. Không hay rồi, trời giới xích bị kết giới liền lại kéo đứt rồi. Kho kết giới đưa cho ta. Được. Đón lấy. Mở. Trời đá thiếu mệnh. Đợn ghế. Hai cái tên ngu dốt các người tuyệt đối bị người ta lợi dụng rồi. Hôm nay người giết Lý Thiên Mệnh thì con gái của người tuyệt đối là chết oan. Một khác sầu. Có rất nhiều người lên đây rồi. Sao xuống dưới hai người? Sao lại lên nhiều người tới như vậy? Lờ Vân Viễn Phòng. Còn có rất nhiều trường bối của Kỳ Lân cổ tộc. Vân Viễn Phòng, Thiên Mệnh đâu? À, giết chưa thế. Hàng chế rết hà thiền nhiên hồn cơ giới nhảy xuống hồn nhiên hóa sơn rồi. Cái gì? Tư tưởng tử này đúng là may mắn. Đúng vậy. Ba Tư Quần, người dám gọi người? Không gọi người để các người tiếp tục làm bừa bãi nữa hay sao? Để cho người khác lợi dụng hay sao? Mở ra hai tầng trung thượng của nhiên hồn cơ giới tới còn chuyện dưới. Ngoài ra chuyện này nếu như không điều tra rõ ràng minh bạch, ta sẽ không bỏ qua như thế đâu. Hai tầng nhiên hồn cơ giới, người đó nói ta giết tầng vân vân, bây giờ chỉ có chờ bà tỷ tỷ để nói đến rồi nói vậy. Nhưng mà xung quanh khắp nơi sương mù màu đen khắp nơi, đúng là vô tỳ không nhìn rõ luôn, cũng chưa chắc là an toàn. Đây là thứ gì thế? Cơ giới hạ tầng nhiên hồn. Cơ giới hạ tầng nhiên hồn này có thể mở ra sao? Không thể nào. Chỉ có cổ chi đời đế thì mới có thể mở được kết giới tầng nhiên hồn này. Chúng ta có thể chờ Lý Thiên Mệnh tự mình có thích trèo lên hay không mà thôi. Đờ trách hai cái tên ngu ngốc kìa. Người nói cái gì hả? Con gái ta bị Lý Thiên Mệnh giết, người này chết cũng đáng. Hắn chịu sự đau khổ của nhiên hồn tộc, cả đời không chết thì càng tốt. Đừng có nói nữa. Việc này bên trên có người điều tra. Bạch Lý Trì Tinh đã tìm thấy rồi. Sự thật thì rất nhanh sẽ rõ ràng thôi. Việc này rõ ràng là có nghi vấn, chắc là có tiểu bối nham hiểm muốn mượn đã giết người. Thái thượng Lôi Kỳ Lân tộc Lôi Tuần, càng người thân là tổ phụ và phụ thần, dưới sự đau khổ tức giận một chút, một chút lý tính cũng không có. Thật đúng là mất mặt. Đúng là rất mất mặt. Tử Quần, chà, người nghe cô nói. Bà Tử Quần trong lòng lo lắng, vội đem sự việc trải qua toàn bộ nói một lần. Cậu ta có thể sẽ rất kết giới hồn nhiễm. Một tám mười, sao có thể thấy được? Khi xử lý mộ giường có thể làm được không? Tiên Chi Điền Vườn, không biết. Không nghe nói anh ta đã từng đến đây. Đây không phải là trọng điểm. Chà, là bộ họ có ý đoàn cho Thiên Mệnh, đem lửa của mình đổ lên đầu của cậu ấy, ép cậu ta vào chỗ chết. Cái này có hiểu nhầm chúng tôi rồi. Giết Lý Thiên Mệnh đối với chúng tôi không có lợi chút nào. Thân cổ hoàng tộc chưa cho đáp án, Lý Mộ Dược không tìm thấy ai lại giết con mồi chứ. Cái vị thái thượng, hung thủ thật sự đã tìm thấy rồi. Để ta xem hung thủ cuối cùng này lại chính là bọn họ. Thật không ngờ lại là bọn họ. Đúng vậy. Vô xong không phải chứ? Chắc gái của người làm sao? Sao có thể? Đó chính là hung thủ, chứng cứ đâu? Hơi bẩm thái thượng, giờ theo manh mối mà bà Tử Quần nói thì chúng tôi đã tìm thấy được Bạch Lý Tri Tình trước.
Hắn đúng là không nhận. Sau đó thì trong tổ hội mấy cái người trẻ tuổi của Kỳ Lân Tộc thì bọn họ nói thời gian trước Vân Tần Tộc và Đình Vô Song quan hệ rất mật thiết, thường ở cùng nhau nói chuyện. Tôi cho rằng là thân phận của họ quá chênh lệch, bình thường không cùng đường cho nên trực tiếp bắt Đình Vô Song. Sau đó thì dưới ánh mắt của mọi người ở trong tù gì chỉ nhẫn tìm được cái này, tiền mà cậu tiết điểm Vô Song đâu trách người đó, sớm nói với người đem điện ma cậu tiết liền bước đi rồi. Người còn nói chỉ cần Lý Thiên Mệnh chết đi, chết không người đồ chứng thì không ai hội nghị đến người. Người im mồm. À các vị trưởng bối à, lên đến Vô Song ép tôi, chuyện này không liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ phụ trách lấy một cái bẫy rồng, giết Vân Tần Tận chính là cô ta. Là cô ta hận Lý Mộ Dường đến tận xuống tủy. Đúng là cái tình hề nhát, đã vội gạt bỏ trách nhiệm rồi. Bản trình thú của Vân Tần Tận không phải là người giết hay sao? Vết tích trên người của cô ta không phải là do người để lại hay sao? Là do người ép ta. Ninh Vô Song, tuổi của ngươi còn trẻ lại có tâm địa độc ác đến như thế. Tần Tần chưa từng đắc tội với người, ngươi lại đối xử với nó như thế, người đúng là không bằng con chó. Tần Tần là hy sinh rồi, nhưng sai không phải là do ta, sai là do Lý Mộ Dường. Sai này là do các người không có gan đến giết chết con trai của hắn, để báo thù cũng không có. Đều là lũ hèn nhát, còn dám tự xưng là Kỳ Lân cố tộc. Ta còn giết người thấy Tần Tần báo thù, súc sinh. Cái gì? Tôi đem người về trước, không có ở đây, không ở đây mất mặt nữa. Thầy thượng, giết người trên mặt, giết người trên mạng. Ở bình tĩnh lại chưa đã, chờ người của thập thượng đạo cùng rời đi thì chúng ta sẽ thử thương lượng xử phạt Ninh Vô Song như thế nào. Giết người trên mạng đáng ghét mà, phi nhiều. Tần Tần bên dưới đẩy cơ giới nhân hồn, người cuối cùng là người hay quỷ. Ây gió, mê hồn hệ, nhìn quá. Tên này lại có thở và từ khách tấn công sáng sinh ra vô số ảo ảnh đáng sợ. Lúc trước từ đoạn ác ảo giác của Hòa Nghi Thánh Kỳ Lân, so với cái tên này căn bản là không cùng một đẳng cấp. Ây gió, rơi xuống dưới đi quái vật. Quỷ vãi, quỷ vô 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 vô. Ôi ơi, người đừng có đến đây chứ. Dạ, lần này tiêu đời rồi. Đấy là trong nhiều nhà lại có một đào nhỏ. Không ngờ đến trong giường nhàm lại có một đào nhỏ như thế, nhưng mà cũng gọi là có mặt đất. Đây là nghĩa địa. Trong tớ đàn là một lần 8 vạn bia mộ. Những bia mộ này đều là nham thạch trên vách tường nhàm từ chứng kiến kiếm khách thành. Bia mộ được tiếp cắm ở trên đào nhỏ này, bên dưới lại có thể không có chung người. Mỗi một bia mộ đều có tên. Ây gió, ta nhớ ra rồi, đây chính là chỗ mà khi ta ở nhân hồn cơ giới nhìn thấy. Đây là lý tứ hồn của 8 vạn người kia, 2 vạn năm, 2.000 người, 2.000 đời. Một lần biến gì kinh thiên động địa, làm 8 vạn tộc hồn dung hòa là một thể. Ây gió, không không, nếu như ta đoán không nhầm thì người chính là thiên niên trên tới đàn. Tiêu Phong, người biết ta? Ta đã nhìn thấy người. Ta cuối cùng lại. Người không biết ta lại. Người không phải hết tên Tiêu Phong sao? À, ngồi cái tình ra thì cái khác thì sao? Trên tới đàn này khác rất nhiều tên. Tin rằng tên của người cũng ở đây. Già Lăng Phong, Tiêu Phong. Tên của người lại là Già Lăng Phong. Tiêu Phong chỉ là tên gọi riêng. À không sai, là ta khác đó. À khác lên rồi thì ta không quên nữa. Ngươi biết những bia mộ này bọn họ lại không? Là người trong tộc bản thân.
Dạ. Người vẫn khỏe chứ? Không sao, ta quen rồi. Người quên chuyện của thiên nhiên hồn tộc rồi sao? Nhiên hồn tộc? Tôi là nhiên hồn tộc. Nhiên hồn tộc là cái gì? Lý Thiên Mệnh cũng đã là người dứt khoát. Nghĩ đến nhiên hồn tộc, chia nhiều sự ám hại áp bức đến toàn bộ tỉ Mỹ cỡ lại cho Gia Lăng Phong. Cậu ta không có ý đồ gì. Thường tí cảm thấy thiếu niên này ở đây cô độc quá lâu rồi, phải gánh vác quá nặng, là sự kỳ vọng của người trong tộc. Cậu ta chí ít thì còn ghi nhớ mối thù. Nghe rõ chưa? Tám vài người trong tộc đều ở trong linh hồn của cậu. Nghe thì hiểu rồi. Chả trách mỗi ngày đều có rất nhiều người nói chuyện riêng và nói chuyện với tôi. Thì mình ca, cảm ơn Quỳnh đã nói nhiều với tôi như thế, nhưng mà tôi có thể cho Quỳnh mất. Không sao, ta nói nhiều lần cũng không sao. Nhưng mà thực sự không được ghi thành một quyển sách, người ngày một đọc 100 lần là được rồi. Tiêu Phong bán sinh thuốc của người đâu? Bán sinh thuốc là cái gì cơ? Hả? Thế cậu làm thế nào để tu luyện? Ta dựa vào pháp quyết để tu luyện trời nhiên hồn quyết, rồi liền chiến quyết trên vàng mà thôn hồn đạo điển. Vàng mà thôn hồn đạo điển. Có lẽ là nhiên hồn tộc có một loại phương pháp tu luyện giống như là cộng sinh tu luyện. Thở hở, Già Lăng Phong tùy là bên ngoài nhìn không ra, nhưng mà bên trong vẫn là người thú sự và bán sinh thú hợp một. Họ là nói, loại phương pháp tu luyện này của bọn họ tuy đổi thành cộng sinh tu luyện, vẫn có thể lấy căn bản và cộng sinh tu luyện chỉ là làm một thể. Thiên Mệnh ca, sao thế? Tôi thấy ở bên trên lại có người đi lại, nhưng mà không dám lại gọn. Vừa nghe Quỳnh nói chuyện của những hồn tộc, tôi muốn hỏi tôi giúp bên ngoài rất lớn hay sao, có to bằng mấy lần ở đây này. Trên sạch núi chỉ có bầu trời, mây trắng, mặt trời và bầu trời sao. Còn có màu xanh là màu xanh lá, cây trắng, có không? Có, tất cả đều có. Độ lớn của thế giới này người nghĩ không ra được. Chỉ thì còn gấp hơn nghìn vạn lần chỗ này. Cuối cùng thì rộng lớn như thế nào phải dùng mắt của người để đích thân nhìn. Thưa Quỳnh có thể dẫn ta ra ngoài không? Dẫn cậu ra ngoài không vấn đề gì. Nhưng mà điều quan trọng là thân phận nhiên hồn tộc của cậu ở tầng độ rất mặn cảm. Người bên trên tộc có kỳ lân cổ tộc, ta cũng bởi vì bị giam cầm ở bên trên không thể rời đi. Mang người lên đấy thì đến bộ họ nhìn thấy cậu lập tức sẽ mất mạng. Có phải nói chỉ cần tụi không bị nhìn thấy là được không? Thì mình cà chỉ cần linh hồn sơ cứu trốn ở trong thức hải của Quỳnh, thì chỉ cần Quỳnh có thể mang được thân thể của tôi ra ngoài thì không ai có thể nhìn được rồi. Linh hồn sơ cứu là cái gì thế? Là thứ gì vậy? Chính là như thế này nè, Quỳnh có biết gì sao? Ôi mẹ ơi má! Đúng hà, khi hồn tới tám vạn tộc hồn không phải rời khỏi thân thể hay sao? Hội tụ trong thức hải của Già Lăng Phong. Thì tám vạn tộc hồn tỷ mới nhìn, lại có thể nhìn thấy linh hồn sườn trắng do từng tiểu hồn tạo thành. Mỗi một tiểu hồn đều là một người. Có thể duy trì bao lâu? Nửa canh giờ, thời gian dài hơn thân thể chỉ chết tuyệt đỡ. Quan trọng là bây giờ không thể rời khỏi kỳ lân cổ tộc. Nếu như có thể thì cũng có thể dẫn theo ngươi ra ngoài. Trên đầu của ta nè có nhất thế chú đang chết. Nhờ tới chú, linh hồn đã quay về thân thể. Cái gì cũng không có mà. Hả? Mana chứ. Ấn nhất thế chú không ngờ tôi sẽ biến mất rồi, làm cho lão tử phải mất đi tận 2 tháng trời. Nơi như thế này chỉ còn người thập phường đất đạo cùng xuất hiện ở trên đó, thì nó cũng chừng có thể trực tiếp dẫn ta đi rồi. Thì mình cả bây giờ có phải là có thể dẫn ta ra ngoài không? Không vấn đề. Tôi ra lên trước xem có người chúng ta ở đấy không. Có thì dẫn người rời đi. Thì thể của người là vật chết, ta dùng sức nhét vào nhẫn trước vật là được rồi. Ta cũng không chắc là có thể dùng bao lâu. Người kiên trì nhé. Đúng rồi, thì mình cả cái này tàn quỳnh thiên văn thử phương thức tu hành kịch giới. Thật là dạ thế. Là tập thần văn sự, là sự hội tụ của tạo hóa giữa thiên văn thử và thiên văn kết giới. Thì mình cả tôi cần đi vào rồi. Quá trình có thể có chút đau đớn, nhưng mà sau khi vào thì sẽ thoải mái ngay. Nè, lời này có vẻ nói có chút kỳ quái nha. Nhìn lên chút. Gió tự nhiên hồn kết giới, xem ra hy vọng không lớn. Lần này làm thế nào để nói với Lý Vô Địch? Cứ bình tĩnh đã. Chà, Thiên Mệnh là một đứa trẻ không tuổi, còn không muốn cậu ta chết, thật không có cách khác sao? Bạch cô nương xin bớt đau thương. Chúng tôi thật là không có cách nào. Mới được hạ tầng nhiên hồn kết giới, mong thông cảm. Thế cô ấy như là nên vô sống, ai chết hai người.
Cái người làm thế nào để xử lý cô ta? Cái này chúng tôi vẫn phải thử nghi một chút. Ta thấy cái người là muốn chế chở cho cô ta. Kỳ lân cổ tộc cái khí gì chứ? À bà cô nương à, nếu như thế tổ an ổn sự như thế, thế chúng tôi phải mời cô ra khỏi đây ngay. Chỗ khi gió này, ngươi nghĩ ai cũng muốn đến. Tờ quần, đừng có quá đáng quá. Chà, bởi vì điện vườn, cô ta đến đây bây giờ thì vẫn chưa quay lên lại, thì chắc chắn là chết trong tay của Như Hồn tộc rồi. Bởi vì không còn chờ ở đây đâu. À, nếu như thật sự có động tĩnh thì chúng tôi lập tức sẽ báo cáo với các vị. À, cũng nói đúng, ở đây là Như Hồn luyện ngục do chúng tôi trấn thủ, bởi vì xuống đây đúng là không thích hợp. Chà, có bóng người. Thần pháp này là Như Hồn tộc đúng không? Là Như Hồn tộc, mọi người cẩn thận. Náo nhiệt quá, nhiều đây lão như thế, đâu ở đây chờ ta sao? Lý Thiên Mệnh, Thiên Mệnh, ui cậu không làm sao, sao lên đây sớm hơn chút, do chết người rồi đó cậu có biết không? Ý? À, tôi mà lên luôn làm gì có cái ô kia dễ với tới này chứ. Mồm mép lại muốn đi bị đánh. Thiên Mệnh mà kiến ba vị điền vườn. Thiên Mệnh không sao là tốt rồi, đại nạn không chết thì tất có hậu phúc. Cảm ơn thiên chi điền vườn. Nhớ thấy chủ đậu. À tôi xóa đi rồi, nhớ tới chút rác rưởi của bọn họ lại tự mò đi. Chất lượng thật là kém chất lượng, làm tôi tưởng là bản thân trúng nhất thầy chủ, thật ra chả có chuyện gì. Ân nhất thầy chủ sao có thơ mờ đi, nhất định là tháp thái nhất. Cái gì? Thái thượng, xảy ra chuyện vô vọng này, Lý Thiên Mệnh càng không cần ở lại cổ lân tự kỳ tộc. Là hậu duệ Lý Thị thành tộc, có được ngũ kiếp luân hồi chi thể. Hôm nay, bọn ta dẫn cậu ta đi, các vị không ý kiến gì đúng không? Các vị đã từng nghĩ đến thượng cổ hoàng tộc nghe thấy chuyện này sẽ có phản ứng gì? Đa tạ Sùng Dương Thái Thượng đã nhắc nhở, trong lòng mô ta tự có định luận. Một lý vô địch có bá kiếp luân hồi chi thể, đáng để các ngươi mạo hiểm như thế không? Ai đi chưa? Thời gian có một sớm, cáo từ. Thế thì chỉ đành trộn mắt nhìn ta rời đi thôi. Liêu, nghe đừng có đùa nữa, thì tôi tối cứ thế để hắn rời đi sao? Các người đều là nhìn thấy rồi, Lý Thiên Mệnh dùng tay xé rách thiên nhân hồn kết giới đúng không? Như thế thì đã nói lên hắn có năng lực thả nhân hồn tộc ra, đối với thượng cổ hoàng tộc mà nói là một ẩn họa lớn cực kỳ. Mấy lần trước thì có chi đại để lấy lý do bí quan không gặp, lần này chắc chắn là gặp ta rồi chứ. Thượng toàn nhiên hồn kết giới ở đấy không phải Lý Thiên Mệnh sao? 2 tháng một chút khổ cũng không phải chịu, còn đánh không ít thành niên kỳ lân của tộc chúng ta một trận, vì thật là không có tiếng lý mà. Hãm hại tôi là nên vô sống. Đúng vậy, cô nương này cũng đủ ác mà, dùng điện cứu tiếp liên tiếp giết Vân Tần Tần giáng hòa cho người, sau đó thì còn có thể nguyên vẹn rút lui, chắc là không phải chịu trừng phạt gì đâu. Thế thì dễ dàng cho cô ta quá rồi, sớm biết thế thì tôi nên chém chết cô ta. À đúng rồi, mọi người chờ tôi một chút. Thôi mà quá, đây chính là thế giới bên ngoài sao? Đẹp quá. Cảm ơn huynh. Thiên Mệnh ca, lâu huynh đệ không cần phải cách khí. Thần đô thành hoàng, hoàn thành là căn cứ của thượng cổ hoàng tộc. Trong cả hoàn thành thì ở vị trí trung tâm nhất thì có điện tích diện tích đại khái gần 1/5 thần đô. Hoàng thành là nơi hội tụ long mạch linh khí, đứng ở núi cao phía xa thì có thể nhìn thấy được bên trong hoàng thành tổng cộng có 9 suối nước nóng, linh khí ngấm dưới đất. Linh khí nồng đậm như nước được bắn lên trên trời cao, làm cả tình hoàng được bao bọc ở trong màn sừng trắng như là mưa, như là mộng, như là tiên cảnh. Hai vị thái thượng ở điện cạnh nơi chờ tin. Nghi công công, lần này khẩn tỉnh ông, nhất định phải đem tin tức này truyền đến cổ chí đại đế. Chuyện về nhân hồn cơ giới là đại sự thiên hạ, sự việc có liên quan đến giang sơn xã tắc tuyệt đối không thể chậm trễ. Biết rồi, không cần nhiều lời, nếu như không phải vì tình cấp bách của người thì ta cũng không dẫn các người lên đây.
Nhưng mà từ trước, vì 2-3 tháng trước đã bắt đầu bế quan khẩn cấp, để vì là dẫn dò trời có sập xuống thì cũng không được làm phiền. Ngụy công công, chị ta chỉ có thể đem việc các người nói thông báo cho Trung Hiền Quân. Trung Hiền Quân có đồng ý để cho các người gặp bị hại không? Thì ta nói không chuẩn được. Ta đã tại Ngụy công công, chút tâm ý nhỏ mong kỳ công công nhận cho. Khách khí rồi, hai vị thái thượng, ta đi tìm Trung Hiền Quân. Làm phiền công công rồi. Xảy ra chuyện gì thế? Đột nhiên có một tiếng cầu bị thường lớn vang lên, truyền ra từ nơi sâu trong hoàng cung, tức là vang lên khắp cả thần đô. Âm thanh bị thường đẩy thật sự rất lớn, quá chấn động tầm phách, nhất thời hình như làm cho cả hoàn thành đều chấn động. Âm thanh bị thường đẩy thật sự rất lớn. Địa thú cầu bị thường. Xảy ra chuyện gì rồi? Trung Hiền Quân sao thế? Ông ta đi đâu thế? Đại đế băng hà rồi, cả nước đế tang. 83. Wow, dấu. Đây là hiệu quả 8 vạn linh hồn hội tụ chung với nhau sao? Hình như là không thông minh cho lắm. Đúng vậy. Bởi vì trong nửa canh giờ để Tiểu Phong ra thì hết cách chỉ có thể nói thẳng với họ về thân phận và lai lịch của Tiểu Phong. Thiên mệnh, trừ chúng ta ra còn không được nói với bất kỳ một ai về thân thế và lai lịch của già Tăng Phong. Không được nhắc đến những hồn tộc. Chúng tôi chỉ giải quyết vấn đề về thân phận của cậu ấy. Sau này để cho cậu ấy theo bên cạnh cậu tu hành, tuyệt đối không để cho cậu ấy đi một mình. Cậu ấy bây giờ còn là một tờ giấy trắng hiểu không? Đi vui yên tâm, trong lòng ta có chừng mực, Tiêu Phong là bạn của ta. Nghe nói họ vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Ít nhất thì sau này sự an toàn của Tiêu Phong có thể đảm bảo. Tiêu Phong đi cảm nhận đi. Tiêu Phong, những gì cậu nhìn là những gì chúng tôi nhìn thấy. Bất luận thế nào thì chúng tôi đỡ bên cạnh cậu. Tiêu Phong gà cả, tớ thích mùi của hoa, sau này quên ngửi nhiều một chút được không? Tiêu Phong, phải báo thù, nhất định phải báo thù cho tập chúng ta. Các vị, các người yên tâm đi, thù này không đội trời chung, ta tuyệt đối không quên, bởi vì ta là nhiên hồn tộc. Quốc tán, sao có thể? Bị hại mới có 300 tuổi, với cảnh giới của người là 500 mới là đại hạn. Sao có thể đột nhiên bà chết? Không biết đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thì không có động tĩnh chiến đấu gì cả. Người có thượng cổ hoàng tộc rất nhanh sẽ về hết. Chắc lúc đó cũng sẽ biết tại sao. Sắp trở về rồi. Đúng vậy, cổ chi thần quốc không còn trụ cột nữa. Thì trước khi bị hạ băng hà thì nếu như không có tầng đế, cổ hoàng mạch và tập tam hoàng mạch, hai hoàng tử đồng dường lần và đồng dường lập, còn không giết nhau. Lúc trước ta nghe nói bị hạ vốn định là tháng sau sẽ lập cổ hoàng tử đồng dừng lần làm thái tử. Điều phi nhất bây giờ là sợ hai hoàng tử đang đấu tranh nội chiến. Còn thường là người ủng hộ hai bên lúc đó nhất định là thiên hạ đại loạn. Mà kỳ lân cổ tộc Trương Tà cũng sẽ bị cuốn vào. Nên lúc đó thì đừng có nói tìm lý mộ dường báo thù. Cho dù là chừng không chừng sẽ vì cái chuyện tròn bên đứng mà bị diệt tộc trước. Bây giờ mau về, mới đại hội sớm đưa ra dự định. Về chuyện thiên lý mệnh phá kết giới nhân hồn, còn chuyện của lý mộ dường thì phải làm sao? Bây giờ thượng cổ hoàng tộc không ai làm chủ, người còn lại bọn đoạn quyền không còn không kịp, ai còn tốn tinh lực đối phó với thập quần cung chủ. Bây giờ chỉ có quay về báo mọi người một trong cảnh giác, nên đón mừng đại chiến này đi. Đông Tây, đây chính là thập vương đạo cúng, đây là cửa thứ nhất. Ngoài ra thì còn 4 cửa, tổng cộng 5 cửa. Mà đêm trụ của cửa lớn khác, cùng các chữ lớn theo thứ tự phân biệt là Nam, Bắc, Thiên Địa, sinh tử, quá khứ và tương lai. Bước qua 5 cửa lớn này, thì bên trong mới là chiến trường thập phương diện của các tiên tài thần đồ. Phải rồi, lúc trước điện chủ tương lai nói là vua có điện trình linh đúng lúc là người của mình. Chẳng lẽ có điện vườn không phải là người của mình sao? Cầu thông mình đấy. Câu này đúng, thập phương đạo cùng chia làm thập phương điện.
Mà bên trong thập phương điện, phương diện là do chính trướng tại Nam Dự, chỉ có bốn chỗ, đó chính là Tương Lai Điện, Thiên Chi Điện, Sinh Linh Điện và Nam Phương Điện. Thập phương đạo cung bây giờ là một hộp cùng khó tránh, có thế lực lẻn vào. Mà với vàng nằm diện biến đinh này thì tuy bề mặt đều là thập phương đạo cung, nhưng mà có phương điện thực ra là do thế lực khác âm tàu Nam Dự đưa người của mình vào. Cho nên thập phương điện, phương đạo cùng bây giờ, các đại thế lực lớn của thần đồ, các đại tông môn cảnh vật, cổ thị tộc, võ thánh phù, vân vân, họ dự trẻ đều tranh phong ở đây. Thậm chí thành niên ở thường cổ quan tộc cũng không ít. Cụ thể thế nào? Cái này nói ra thì dài dòng, quan hệ trong đó đang xen phức tạp, có thời gian thì từ từ nói rõ với cậu. Nói tóm lại, thì thập phương đạo cùng là thiên địa trình đấu của cách thiên tài dưới 30 tuổi của cổ chi thần quốc. Thiên địa trình đấu của cách thiên tài mệt mặt bên này. Và đây chính là nghi tử của Lý Vô Địch, con trai của Lý Mộ Dưỡng, Sinh Linh Điện Vương, Thiên Mệnh Tiêu Phong. Vì này là Sinh Linh Điện Vương. Ở buổi Lý Thiên Mệnh gặp hòa Sinh Linh Điện Vương, cảnh giới tỳ hệ thấp, còn chứ thành cảnh giới thấm thánh, nhưng mà tiềm lực lại không tồi. À phải rồi, có phải đại sứ đã chuyện gì rồi không? À, đại sứ quốc gia. Quốc tàng. Và lúc này lúc đế tú bị thường, thì càng đế đại đế của đời này đã băng hà rồi. Nghe nói lúc tu luyện nên chết. Không thế nào, càng đế tuổi thọ 200 năm, chúng ta chết rồi, thì hắn còn chưa chắc sẽ chết. Cô không tin cũng vô dụng. Hoàng tộc đã tuyên bố rồi, bây giờ thượng cổ hoàng tộc đều về địa tàng rồi. Cái lời chuyện này cô có thể làm gì? Xem là trò đùa hay sao? Càng đế băng hạ đây là đại sự hàng đầu của thần quốc, lập tức sắp rung động toàn quốc luôn rồi. Mà câu chuyện hiện tại là rất vi diệu, nước không thể một ngày không sủ. Sau khi càng đế băng hà, có ở đây lại thánh chỉ không? Có. Do đế thú thuật lại, lập thập hoàng tam, tam hoàng tử đồng dường lập làm vua, ngày mai đăng cờ, lập nên hiệu là Thiên Lập. Năm này đúng lúc là 200 năm thiên càn, chuyển thành nghiêng thiên Thiên Lập. Mà đồng dường lăng ở trước vị thế của càng đế, sau khi nghe thánh chỉ, phái người đi, sau đó thì dọn theo lực lượng chính của cổ hoàng mà tôn bộ mật tích. Đông Lập còn chưa đăng cờ, mà lập tức mượn miệng của đế thú phát một đạo thánh chỉ của cổ hoàng tử Đông Dương, lân phạm tội phàm quốc, truy nã toàn quốc. Mà một tên trốn, một tên giết. Nói như vậy thì hai vị hoàng tử này không ngờ đến càng đế sẽ đột nhiên băng hà, đúng là làm loạn cái lệnh. Mà kỳ bọn họ đi, họ đấu dữ thì đối với chúng ta là vì tốt. Lần thì sắp tới, có lẽ thập phường đạo cùng của chúng ta còn có cơ hội để làm lại. Câu nói này thì cùng sủ không nói, bỏ ta ngàn vạn không được nói bừa. Ở nói chung là xem tình thế, thiên mệnh, vẫn mấy của cậu khai đấy. Cổ chi đại đế băng hà càng không ai quản trái cậu lịch và cái chuyện của kỳ lân cổ tộc. Thiên mệnh tiểu phòng, tiếp theo thì hai người yên tâm tu hành là xong việc. Bây giờ đang thời kỳ quốc tàng, đúng lúc cậu làm quen xung quanh, thì lúc đó thì ta dẫn cậu tham gia luận chiến của thập phượng thiên địa bản. Mà hiệu quả của luận chiến thì tốt hơn nhiều so với rèn luyện săn bắt ở trong nhiên hồ luyện ngục. Thập phượng thiên bản địa, các thiên tài thiên đồ, ta đến đây, run rẩy đi. Sau 30 phút, hai người ở đây đi. Chị bà có thể dẫn ta đến thiên chi điện không? Ta không quen được. Điện tương lai lầu 1. Sao cơ? Nóng lòng muốn đến thiên chi điện gặp cô nhóc đó của cậu à? À không, ta chỉ là nhớ em gái ta rồi. Em gái cậu, nếu như biết cô ấy quan trọng hơn Linh Nhi thì chắc chắn sẽ càng đầm đình khóc. À, có nghĩa cả tên của Linh Nhi cũng biết hả? Không thì sao? Cái gì gọi là ngọn lửa 8 của đàn bà cậu có biết không? À, nhìn thấy rồi. Chị Bạch có thể dẫn tôi đến thiên chi điện không? Tôi không quen được. Tôi không rảnh. Ở nhiên hồ liền ngục 2 tháng ta về đi tắm. Ít nhất thì phải tắm 1 ngày. Cậu đừng có làm phiền ta. Châu Viên Viên. Bạch gì? Bạch Thiên Sư. Châu Viên Viên. Nghe nói ngươi là mỹ nhân thông của thập phương đạo cung.
À, dạ, bạch thiên sư, là mỹ nhân cực phẩm, thiên hạ vô song, quynh quốc quynh thành, hậu nhan họa thủy. Được, dừng lại, người quen Lý Khinh Ngữ không? À, cái đó ta quen quỷ, quỷ không quen ta. Đây rồi, dẫn hai người đi tìm quỷ. À, người đi thông thả. À, vị tiếp ca này đi theo ta. Ta là Lý Thiên Mệnh, làm phiền rồi. Ta dám dám cược bán mời sinh thú của hắn, nhất định là heo rồi. Câu 183.